Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái chủ đề đấy chính là nếu như bạn muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, cải thiện hơn thì có một cái kỹ năng mà bạn nhất định phải phát triển. Đó là gì vậy? Đấy chính là cái kỹ năng phát triển cái khả năng ăn nói lưu loát. Các bạn ạ, thực sự cái khả năng này nó rất quan trọng và nó góp phần rất lớn vào cái sự thành công của các bạn trong công việc, trong các mối quan hệ xã hội cũng như tất cả mọi thứ trong cuộc sống của các bạn. Điều đầu tiên mà các bạn phải biết đấy chính là khi mà các bạn ăn nói lưu loát ấy, thì mọi người sẽ muốn làm việc với các bạn hơn, đúng không? Không ai người ta muốn làm việc với một người mà nói năng thì không có lưu loát, không biểu đạt hết ý của mình, hoặc là không biểu đạt được hoàn toàn cái ý mà mình muốn truyền đạt. Cái việc nói lưu loát rồi nói hết ý của mình, nói một cách hoàn chỉnh, nó sẽ khiến cho đối phương dễ dàng để hiểu xem bạn nói gì hơn. Bạn dễ dàng để biểu đạt những cái điều mà bạn muốn nói một cách nhanh chóng, ngắn gọn và làm cho người kia dễ hiểu, thì đương nhiên sẽ khiến cho công việc của các bạn nó sẽ thuận lợi hơn rồi. Cái thứ hai nữa, khi các bạn nói lưu loát, người ta sẽ tin tưởng các bạn hơn. Bản thân mình là một phiên dịch tiếng ngoại ngữ, thì có một lần mà mình đi dịch cho các khách quen ấy, thì anh ấy thường xuyên là gọi, bởi vì gọi không chỉ có mình mà còn có bạn của mình nữa. Bởi vì những lúc mà ví dụ mình bận thì lại gọi bạn của mình chẳng hạn, hay là lúc bạn mình bận thì gọi mình chẳng hạn. Thế mình mới hỏi là ôi sao anh ơi, sao hôm nay anh không gọi bạn của em, bạn đẹp của em cũng rảnh mà. Thì anh ấy có nói một câu là anh thấy bạn ấy ăn nói không có lưu loát, bạn ấy dịch nhưng mà ậm ừ với ngập ngừng lắm. Thực ra bạn ấy không phải là một người học không giỏi nhá, bạn ấy ngoại hình có, học và thành tích cũng khá là tốt. Thế nhưng mà chỉ vì ăn nói không lưu loát mà khiến cho đối phương có cảm giác rằng năng lực của bạn ấy không giỏi. Nhưng mà thực ra bạn ấy cũng có năng lực, thậm chí là cũng rất là tốt, khả năng tiếng rất là tốt. Thế nhưng mà lại không thể nào biểu đạt một cái ý một cách nhanh chóng, gọn gàng và lưu loát được. Đấy chính là lý do mà khiến cho đối phương người ta thiếu đi cái sự tin tưởng. Và nếu mình có một cái sự lưu loát thì mình sẽ có sự tin tưởng từ đối phương hơn. Cái thứ ba nữa là họ sẽ đánh giá mình cao hơn. Các bạn ạ, đấy, ví dụ như cái tình huống mà mình vừa lấy ví dụ với các bạn ấy, thì cái anh mà thuê phiên dịch kia, anh nghĩ rằng mình có năng lực hơn bạn kia, nhưng mà thực sự cũng không hẳn là như thế. Mình được anh ấy đánh giá cao hơn đơn giản là vì mỗi khi mình dịch, mình cố gắng hoàn chỉnh một cái ý này, mình không ậm ừ à, thì anh ấy sẽ có cảm giác là mình tin tưởng cái cô bé này dịch là lưu loát như thế thì chắc chắn là đúng rồi. Dịch xong mà hoàn chỉnh ý là đối phương cũng gật đầu lia lịa là mình biết là dịch đúng rồi. Người ta cảm giác như thế và rồi người ta sẽ đánh giá một người có khả năng nói lưu loát hơn. Điều lợi thứ tư ấy, khi một người có khả năng ăn nói lưu loát, đấy là nó mở rộng cho các bạn nhiều cơ hội hơn. Khi các bạn nói lưu loát rồi, người ta tin tưởng các bạn rồi, người ta quý mến các bạn rồi, người ta thấy các bạn có quan điểm, có chính kiến, nói gọn gàng, hết ý, hoàn chỉnh ý, thì có nhiều người hơn sẽ muốn hợp tác với các bạn. Nó mở ra cho các bạn rất là nhiều cơ hội. Ví dụ như bản thân mình dịch một cái cuộc hội nghị đấy, đương nhiên người ta sẽ phải tìm một người mà có cái khả năng ăn nói lưu loát rồi. Người ta không cần biết là bằng cấp của bạn bằng giỏi hay bằng khá. Bằng giỏi mà cứ đứng ở đấy mà mặc dù khả năng rất tốt nhưng lại không thể lưu loát được, thì người ta sẽ không dám mời. Và cái điều số 5, khi mà các bạn ăn nói lưu loát ấy, là các bạn sẽ có sức ảnh hưởng hơn. Các bạn thấy tất cả những người truyền cảm hứng ấy, có ai mà ăn nói nó không được lưu loát không? Muốn truyền được cảm hứng cho người khác, muốn thuyết phục được người khác là mình phải ăn nói lưu loát rồi, đúng không? Cho nên là cái việc mà ăn nói lưu loát là rất quan trọng. Nó là một cái nền tảng rất là quan trọng để các bạn bước vào đời. Cho nên mình khuyến khích tất cả các bạn hãy rèn luyện cái khả năng này. Bản thân mình thì cảm thấy rất là may mắn, bởi vì từ nhỏ mình đã thích nói rồi. Cái phương pháp rèn luyện đầu tiên của mình để có cái khả năng ăn nói nó lưu loát hơn, đấy chính là mình rất là thích nghe những cái người mà người ta làm dẫn chương trình ấy, hoặc là những cái nhân vật mà mình yêu thích, mình hâm mộ ấy. Mình cứ thấy người ta nói gì mình nói theo người ta. Ban đầu mình cũng chẳng biết nói gì cả, bởi vì mình không biết nói gì thì mình sẽ ngập ngừng. Vốn từ của mình không phong phú thì mình sẽ ngập ngừng và mình không biết nói. Thế cuối cùng là làm sao để ngôn từ nó phong phú hơn mà mình nói lưu loát được? Đấy chính là những cái nhân vật mà mình yêu thích ở trên mạng ấy, thì mình cứ tải những cái video của họ về, xong rồi mình nhìn cái phong cách của họ, họ nói ra sao, biểu cảm thế nào, họ nói những cái gì. Rồi dưới có phụ đề, đặc biệt là phụ đề tiếng Anh ấy, thì mình hay đọc theo họ lắm. Một là mình luyện tiếng Anh luôn. Cái thứ hai nữa là mình học được cái phong cách nói chuyện của họ, nhấn nhá câu từ làm sao để cho nó lưu loát mà nó lại khiến cho đối phương có cái cảm giác là họ hứng thú với câu chuyện của mình. Đấy, thế là mình cứ học theo như vậy, mình rèn luyện như vậy. Ban đầu mình rèn luyện chỉ vì cái sở thích của mình thôi, chứ cũng không biết là nó sẽ làm gì cả. Thì cuối cùng là nó không những khiến cho tiếng Anh của mình nó cải thiện hơn. Cái thứ hai nữa là cái khả năng ăn nói của mình nó cũng lưu loát hơn. Cái thứ nữa là bản thân mình là một người học chuyên ngành ngoại ngữ và có một cái môn gọi là môn dịch. Thì cái môn dịch đấy là một cái môn mà mình cảm ơn rất là nhiều, bởi vì nó đã rèn luyện cho bọn mình cái khả năng để mà dịch ngôn từ một cách ngắn gọn, dùng những từ đơn giản nhất để biểu đạt hoàn chỉnh nhất cái ý nghĩa đấy. Bởi vì trong cái quá trình học dịch của bọn mình thì các thầy cô luôn luôn có những cái bài nghe để mình nghe xong là mình phải dịch luôn, nghe xong dịch luôn chứ không có thời gian để mà chuẩn bị gì hết. Vậy thì nó đòi hỏi ở chúng ta một cái điều là dù chúng ta hiểu được 50%, 60% hay 70% của cái câu nói đấy, mình cũng phải dịch ra cho nó hoàn chỉnh một cái ý, chứ không được ậm ừ à. Mình hiểu được 50% thì mình cũng phải biểu đạt cái ý hoàn chỉnh của 50% cái nội dung đó, 70% cũng như thế, mà 60% cũng như vậy. Thì thứ nhất, nó rèn cái khả năng phản xạ của mình. Cái thứ hai là khả năng dùng những ngôn từ đơn giản nhất để biểu đạt cái thông tin mà mình tiếp nhận được. Và mình cảm ơn các thầy cô đã dạy dịch của mình rất là nhiều. Bởi vì ví dụ như ban đầu mới học ấy, rất là nhiều bạn trong lớp mình, bao gồm có cả mình, là mới đầu cứ ậm ừ à. Thì cô giáo mới nói là không được ậm ừ à, dùng những ngôn từ đơn giản nhất để biểu đạt cái ý mà mình hiểu đó, rồi nói tròn vành rõ chữ, rồi nói hoàn chỉnh ý là được. Khi người ta đánh giá và người ta chấm điểm dịch của mình thì người ta cũng đánh giá quan trọng hơn là cái phong thái cũng như cái khả năng lưu loát đó, cái khả năng biểu đạt được ngôn từ như thế nào. Thì cái điều đó nó rất là quan trọng các bạn ạ. Cho nên là mình chia sẻ với các bạn những cái cách mà mình cũng có thể rèn luyện được. Thì hy vọng rằng nó cũng sẽ hữu ích với các bạn một phần. Và hãy tin mình đi, chỉ cần các bạn nói lưu loát hơn thì chắc chắn cuộc sống của các bạn ấy, công việc của các bạn ấy, các mối quan hệ của xã hội của các bạn nó sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Đấy là điều các bạn sẵn sàng có thể nhìn thấy được. Mình hy vọng rằng video này sẽ hữu ích. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.